Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu cá ngừ sang 107 thị trường trên thế giới. Ba thị trường tiêu thụ lớn nhất của cá ngừ Việt Nam đó là Mỹ, EU và Nhật Bản. Tiêu biểu từ đầu năm cho đến nay, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Ý tăng mạnh, đạt hơn 5 triệu đô la Mỹ, tăng 189% so với cùng kỳ năm 2015. Hiện Ý chủ yếu nhập cá ngừ tươi, sống và đông lạnh của Việt Nam. Xuất khẩu cá ngừ của cả nước năm ngoái đạt gần 455 triệu đô la Mỹ, trong đó tỷ trọng giá trị xuất khẩu cá ngừ tươi sống, đông lạnh và khô tăng lên chiếm hơn 54%. Theo VASEP, với các hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam EU, sắp tới là TPP, xuất khẩu cá ngừ sẽ tăng mạnh. Doanh nghiệp nội chiếm ưu thế hơn ở thị phần nước chấm, tương ớt so với các đối thủ nước ngoài. Đây là nội dung báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen. Gia vị được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam là nước mắm, trung bình 73%, nước tương là 71%. Trong đó, Masan Consumer thuộc tập đoàn Masan hiện chiếm thị phần lớn nhất, hơn 70% thị phần nước mắm, 71% thị phần nước tương và 43% thị phần tương ớt, tương cà. Tiếp sau đó lần lượt là Jollibee Food, Trung Thành. Dự báo tốc độ tăng trưởng tương ớt còn tăng cao vì mở rộng nhu cầu sử dụng, không chỉ chấm mà còn là tẩm ướp thức ăn. Từ sự thành công của các doanh nghiệp nội đang có thể nhận xét rằng khi có sự am hiểu về văn hóa và chiến lược tiếp thị phù hợp thì sản phẩm nội luôn có chỗ đứng trên thị trường.